Chào mừng quý khách đến với siêu thị Hải Minh. Với phương châm sản phẩm chính hãng, dịch vụ linh hoạt, siêu thị Hải Minh luôn mang đến cho quý khách các sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất và đảm bảo giao hàng tận nơi. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý khách truy cập website siêu thị Hải Minh.vn hoặc siêu thị điện máy chính hãng.vn. Một trong những dòng máy cân mực đang được ưa chuộng nhất hiện nay đó chính là dòng máy cân mực tiên xanh, bởi khả năng làm việc cực tốt của nó ở bên ngoài trời. Hôm nay siêu thị Hải Minh xin giới thiệu đến các bạn máy cân mực 5 tia xanh Laser 5 Akira 688 với khả năng hoạt động bền bỉ đang rất được ưa chuộng hiện nay. Chúng ta có thể thấy máy được đựng trong chiếc hộp nhựa vô cùng chắc chắn, máy tay xách dễ dàng di chuyển. Bên trong hộp thì bao gồm kính mở hộp, dây nguồn, hướng dẫn sử dụng và cái bảo hành, và đây là thân máy. Chúng ta có thể thấy máy được làm bằng chất liệu cao cấp, chắc chắn, cho khả năng làm việc tốt ở trong môi trường nhiệt độ từ âm 10 độ C đến 45 độ C. Về cấu tạo của máy thì đây là chân máy, đây là phần đế máy, phía bên đây là thanh vi chỉnh giúp điều chỉnh máy ở cự ly cực nhỏ, đây là vị trí để lắp pin, bên cạnh đó là dắp để cắm vào nguồn. Quay máy, các bạn xách máy dễ dàng hơn. Đây là núm bật tắt, xoay ngực, xoay theo chiều pin đồng hồ là bật máy. Và ngược lại, xoay ngược chiều pin đồng hồ là tắt máy. Khi bật máy thì chúng ta sẽ thấy có tia laser ngang mặc định hiện lên. Đây là vị trí đầu ra của các tia laser. Có 4 tia laser dọc và 1 tia laser ngang. Ở mặt trên của máy thì có các nút điều chỉnh V và H. Với nút V là để bật tắt các tia laser dọc. Như thế thấy. Còn nút H là để bật tắt các tia laser ngang. Có thể thấy đây là bọt thủy giúp xác định máy ở vị trí cân bằng hay chưa. Nếu chưa ở vị trí cân bằng thì máy sẽ phát ra tiếng báo động giúp bạn điều chỉnh lại máy. Trong trường hợp làm việc ở mặt nghiêng thì chúng ta nhấn giữ nút trong quick 2 giây để bật chế độ làm việc ở điều kiện nghiêng. Các bạn có thể thấy là khi nghiêng máy sẽ không báo động kêu nữa. Cũng với phím này thì chúng ta có thể điều chỉnh độ sáng của tia laser để phù hợp với chế độ làm việc. Với 5 mức độ sáng khác nhau như bạn có thể thấy ở đây, chúng ta sẽ nhấn từng lần để điều chỉnh độ sáng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Nếu cần làm việc ở trên cao thì bạn lưu ý nên lắp thêm chân đế đi kèm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu làm việc của mình. Lưu ý khi sử dụng máy cân mực là không nhìn trực tiếp vào đèn laser, và chúng ta nên vệ sinh máy sau khi sử dụng, sau đó là cất máy vào hộp để bảo quản ở nơi khô ráo. Để mua máy cân mực laser 5 tia xanh Akura 688, hãy liên hệ ngay với siêu thị Hải Minh theo hotline tại Hà Nội 024-3221-6365, tại thành phố Hồ Chí Minh 028-3510-2786, hoặc truy cập vào website của công ty siêu thị Hải Minh.vn hoặc siêu thị điện máy chính hãng.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.